Chúng ta sẽ bắt đầu đến với câu 3 các bạn nhé. Với câu 3 này của chúng ta thì chúng ta có một cái dạng tìm x. Và đối với cái dạng này, để trên nhà thì thấy là các bạn rất là hay bị mất điểm trong dạng này đó mình nhá. Và đối với bài trên bảng này thì thầy đang cho nó hơi gọi là chưa phải là hẳn là nâng cao các bạn nhé. Nó chỉ gọi là một cái biểu thức nó phức tạp hơn một chút thôi. Thì liệu chúng ta sẽ làm thế nào đối với câu A đây? Nào, thầy mời Minh Đức. Ở đây làm nào Đức nhỉ? Chắc chắn rồi, chúng ta phải làm gì với cái biểu thức trong này đây? Tính không ạ? À, phải tính thôi, đúng không? Nhá, chúng ta phải tính thôi. À, đầu tiên chúng ta sẽ có đó là gì ạ? 665 trừ đi 13 nhân 13 là bằng bao nhiêu? Nhẩm vào luôn không? Đó là bằng 100 bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu con? 100 bao nhiêu? Có phải là 169 không? Đúng không? Đó, 169 chia cho mấy? Chia cho x. Thế thì hỏi này, nếu như mà chúng ta coi cả cái cụm số này được gọi là số bị chia thì để tìm được nó chúng ta sẽ lấy 31 nhân với mấy? 2. Nhân với 2, chính xác rồi. Lấy thương nhân với số chia chính là bằng 31 nhân 2, được chưa nhỉ? Đó, chỗ này thì không khó rồi, đúng không? Đến đây làm gì nữa nào? Nhẩm thầy xem bên này là bằng bao nhiêu đây? 665 trừ đi 169 bằng bao nhiêu? Hàng mấy đứa? Nhẩm nào? À, chúng ta có là 5 đúng không ạ? 15 trừ đi 9 là bằng bao nhiêu? À, 5, 15 trừ 9 thì là bằng 6 này, nhớ 1 đúng không ạ? Nhớ 1 thì ở đây nó sẽ phải là 7. 16 trừ đi 7 ở đây sẽ là 9 đúng không? 9 chứ. Thế thì bên này nó phải là 496 à? Phải không là mình? Có phải là 496 không? À, 496 chia cho x thì bằng bao nhiêu bên này? 6 mấy? 62. À, vậy lúc này x sẽ bằng bao nhiêu ạ? X đóng vai trò là số chia. Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia cho thương, tức là 496 chia cho 62. Có nhầm được không? Bằng mấy? À, bằng mấy? Bằng 8 à? Đúng không? Đó, bằng 8, chính xác. Vậy đến đây chúng ta chỉ cần kết luận là vậy x bằng mấy thôi. Vậy x bằng 8. Vậy x bằng 8. Đúng chưa? Có khó không? Không. Dạ, đó, không khó. Đúng chưa nhỉ? Tiếp nào với ý B thì chúng ta làm thế nào đây con? Ý B thầy mời Quân nào. Quân ơi, bật mic cho thầy. Ý B thì chúng ta phải làm gì rồi? Nhớ nhá, ở bên trong ngoặc của chúng ta khi mà xuất hiện cả về phép chia và phép nhân, chúng ta sẽ ưu tiên đó là từ trái qua gì ạ? Qua phải, có đúng không? Đến đây chúng ta sẽ giữ nguyên bên này và chúng ta chuyển 197. Coi như một cái số này được gọi là một cái số hạng chưa biết thì chúng ta sẽ lấy tổng trừ đi số hạng đã biết, đúng chưa nhỉ? Rồi, 18 chia cho, ở đây chia được luôn không con? 496 chia cho 124 được mấy? Bằng 4. Bằng 4, 4 nhân x này trừ đi 6 và bằng 200 trừ đi 197, có đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có là 18 chia cho gì ạ? 4 nhân x trừ 6 bằng mấy ạ? Bằng 3. Rồi, và coi cái cụm trong ngoặc này được gọi là gì? Số chia. Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia, chia cho thương. Và kết quả sẽ có được là bằng 4 nhân x trừ đi 6 bằng mấy ạ? 18 chia 3, đúng không? Rồi, 4 nhân x sẽ bằng gì? Ở đây 18 chia cho 3 được mấy luôn? Được 6, và các bạn phải cộng với mấy đây? Cộng 6, đúng không nhỉ? Làm tắt một chút nhỉ? 4 nhân x sẽ bằng gì? 12, vậy thì lúc này x sẽ bằng 12 chia cho 4, x bằng mấy thôi? X bằng 3, vậy x của chúng ta bằng 3. Thế hỏi này, bao nhiêu bạn làm đúng được hai câu này rồi? Các bạn giơ tay lên thầy nào. Làm đúng nhá. Em. Rồi, tốt. Các con đã hiểu hai câu này chưa? Những bạn nào đã hiểu hai câu này rồi, các bạn chat cho thầy là đã hiểu nhá. Những bạn nào đã hiểu hai câu trên bảng rồi, chúng ta chat cho thầy là đã hiểu. Được chưa nhỉ?